Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 42 Cự Linh Thần Chưởng, tác giả Nghê Khung, diễn đọc Chương Vũ. Tuy nhiên khi còn phái Côn Luân, ngay cả các đệ tử chính thức của môn phái này cũng chưa nghe nói đến thánh địa bao giờ. Giả lại cũng không ai biết thánh địa đó ở đâu. Nên trên giang hồ võ lâm bán tính bán nghi, cho là lối tương truyền đó chỉ là chuyện hoang đường. Đến nay tình cờ Kim Ngân Tiêu và Thôi Ngọc Linh đã đến trước thánh địa này. Hỏi làm sao mà họ không ngạc nhiên sửng sốt cho được. Nói thì lâu nhưng mọi việc xảy ra vô cùng nhanh chóng, có lẽ không đầy một cái chớp mắt. Thôi Ngọc Linh vừa dừng bước đã nghe thấy có tiếng chân người đuổi gấp ở phía sau. Kim Ngân Tiêu vội nói: "Linh muội, muội hãy quay người lại đi." Thôi Ngọc Linh hiểu ý, vội xoay người lại đối diện với những kẻ đang đuổi gấp tới nơi. Kim Ngân Tiêu ngồi trên lưng của Ngọc Linh, liền vận động chân khí theo đúng thức thư 81 của Cự Linh Thần Công, rồi bất thần dùng song chưởng đẩy mạnh ra. Ao ao, bùng. Lần này có đủ thì giờ vận dụng hết kình lực, nên chưởng phong của Kim Ngân Tiêu phát ra thật là ghê gớm, như muôn ngàn binh mã cùng chạy rầm ầm, cuốn đi như dòng bão, khí thế mạnh như di sơn đảo hải. Võ công cao cường của Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô Bà Bà năm xưa nói danh là Ngô Công Song Quái, cũng không chịu nổi luồng chưởng phong ác liệt đó. Cả hai rú lên một tiếng, thân hình bắn giọt về phía sau như gió lốc. Hai vợ chồng lão quái khinh công cao hơn nên chạy trước. Lúc họ bị đẩy lùi trở lại thì dĩ nhiên đập phải bọn câu hồn bang vừa chạy tới, nên cả bọn kinh hoàng tránh không kịp bị té nhào lăn lóc. Đến khi luồng chưởng phong đẩy tới, bọn câu hồn bang tình thế càng thảm hại hơn. Người chúng vừa bị ngã rồi lại bị thương, bị đánh chồng lên nhau về phía sau như những chiếc lá rụng. Có một điều, vài tên câu hồn bang võ công kém một chút bị áp lực của chưởng phong dồn đẩy chịu không nổi, miệng học máu tươi ngã lăn ra chết tốt. Trong lúc bọn song quái và câu hồn bang bị chưởng phong đẩy đi như vậy, Kim Ngân Tiêu đã vội bảo với Thôi Ngọc Linh: "Linh muội, mau tiến vào thánh địa xem sao." Thôi Ngọc Linh không dám chậm trễ, ngay khi Kim Ngân Tiêu vừa phát chưởng xong, nàng đã xoay người lại nhảy một bước dài tiến đến cổng hình bán nguyệt. Nhưng giữa lúc sắp sửa bước qua cổng, nàng bỗng đứng sững lại. Thì ra đến gần nàng mới nhận thấy, ở bên cổng đá này có hàng chữ nhỏ nghiêm cấm thường dân không được vào thánh địa. Nhìn sang bên kia lại có hàng chữ khác: Côn Luân thánh địa dễ vào khó ra, kẻ nào chẳng nghe lời ắt phải chịu cực hình thảm khốc hơn cái chết. Kim Ngân Tiêu cũng nhìn thấy mấy hàng chữ đó, nhưng chàng châu mài rồi khẽ nói: "Linh muội, chúng ta đến đây là tuyệt lộ rồi, chúng ta cứ vào đàng nào thì cũng chết, muội nghĩ sao?" Kim Ngọc Linh quay lại nhìn chàng, mắt nàng long lánh rực sáng, liếc nhìn chàng tình tứ rồi nói: "Tiêu ca, muội chỉ mong được chết bên cạnh đại ca thôi. Chúng ta cùng chết trong thánh địa rồi làm ma ở nơi thần tiên như thế này chẳng phải là thú vị lắm hay sao?" Nói dứt lời, nàng nhảy một bước tiến vào thánh địa đầy ánh sáng lạ lùng và rực rỡ. Quả là một thế giới khác, chỉ cách có một chiếc cổng mà quang cảnh ở bên ngoài khác hẳn. Xung quanh ánh sáng chan hòa, cỏ cây tươi thắm, hoa lá nhiều màu sặc sỡ. Lạ một điều là đây chưa hẳn phải là ngoài trời, vì trên đầu của mọi người đâu có thấy trời xanh hay trăng sao lấp lánh của ban đêm, mà chỉ là một dòm khum khum như cái bát úp, một màu sáng rực như thế, một tòa nhà khổng lồ. Kim Ngân Tiêu và Thôi Ngọc Linh đưa mắt bỡ ngỡ nhìn. Ủa, này lạ, làm sao lại có nhiều cột đá đến như thế này? Nơi đây là một khóm cây xanh tươi, chỗ kia là một ụ đá như hòn quả sơn, bên tả lại là cột đá màu trắng như ngọc, bên hữu cũng là một cột màu hồng thẫm. Ôi, thật là muôn màu rực rỡ. Xa xa thấy cảnh vật mờ mờ như có mây bao phủ hay sương mù che kín, sông thấp thoáng hình như có cảnh đền đài cổ kính, kiến trúc thật là uy nghiêm. Thôi Ngọc Linh quá kinh ngạc, nàng bèn cổng Kim Ngân Tiêu, chỉ đi được có 10 bước
Vượt qua được vài cột đá, đôi ba ngọn giả sơn thì nàng đứng sững ngay tại chỗ, trố mắt nhìn cảnh vật xung quanh không biết tiến đến đâu nữa. Hầu như quên rằng ở phía sau đang có cường địch đuổi gấp theo. Kim Ngân Tiêu khả gọi, Linh Muội. Thôi Ngọc Linh như kẻ mất hồn, nào có nghe thấy Kim Ngân Tiêu gọi. Tuy chàng ngồi ở trên lưng của nàng, Kim Ngân Tiêu lo lắng, phải lấy tay nắm chặt bả vai của nàng khẽ lay động và gọi lớn. Linh Muội, ta mau đi thôi, kẻo bọn câu hồn bang đuổi tới nơi bây giờ. Thôi Ngọc Linh lúc bấy giờ mới giật mình kinh hãi. Nàng vội vã quay đầu nhìn lại phía cổng hình bán nguyệt ở sau mà nàng vừa bước qua. Nhưng không nhìn lại còn khá, đến khi nhìn lại rồi, Thôi Ngọc Linh kêu thét lên một tiếng kinh hoàng, toàn thân của nàng run bắn. Nàng ấp úng định nói mà nói không nên lời. Kim Ngân Tiêu hoảng hốt, tưởng là cường địch đã đến nơi, vội vận khí toàn thân, giơ tay sắp tấn công ngược trở lại. Xong đến lúc chàng quay đầu nhìn lại, chính chàng cũng phải kêu lên một tiếng đầy kinh dị. Hai tay giơ lên định tấn công, bỗng như mất cả tất cả những khí lực, từ từ buông thõng xuống. Thì ra cả Kim Ngân Tiêu lẫn Thôi Ngọc Linh, đến khi quay đầu nhìn lại, đều nhận thấy một sự lạ lùng. Chiếc cổng hình bán nguyệt mà hai người vừa bước đi qua, nó đã biến đâu mất rồi. Thôi Ngọc Linh run rẩy nói, Chiếc cổng, muội vừa bước qua, mới đi được có 10 bước thôi mà. Vậy mà nó đã biến mất rồi. Không lẽ có chuyện ma quái thật ở trên đời này sao? Kim Ngân Tiêu thấy nàng là một bậc nữ lưu anh hùng, võ công vào hạng thượng đỉnh, như vậy mà còn phải kinh hoàng thất thố đến độ đó, chàng không khỏi rối loạn tâm thần. Chàng nhìn lại phía cái cổng vừa rồi, nào thấy cổng, chỉ thấy một cột đá, trụ đá giả sơn, khóm cây sặc sỡ, đưa mắt nhìn một vòng, tứ bề đều là một cảnh đó, thật quái lạ hết sức. Chàng muốn kiếm lời an ủi, nhưng cũng không biết nói như thế nào. Thôi Ngọc Linh bỗng quay người trở lại, chẳng nói chẳng rằng. Nàng rảo bước, chạy trở lại đúng 10 bước rồi ngơ ngác trông quanh. Cảnh vật hoàn toàn như cũ. Cổng bán nguyệt như biến mất hẳn, mà đường về nơi tối tăm của động Lôi Công cũng không còn nữa. Kim Ngân Tiêu bỗng lên tiếng nói. Linh Muội, muội thử chạy sang bên tả xem sao. Thôi Ngọc Linh y lời chạy đi, nhưng hết chạy sang bên tả rồi chạy sang bên hữu. Hết chạy ngược rồi đến chạy xuôi, Ngọc Linh không làm sao tìm ra được con đường cũ được nữa. Cả hai người nhìn nhau kinh hãi, rồi lại ngơ ngác nhìn quanh. Tuy không nói ra, cả hai đều tự nhủ đã tiến vào một nơi ma quái mất rồi. Đột nhiên Kim Ngân Tiêu kêu lên một tiếng sửng sốt. Linh Muội, chúng ta lại vào một trận pháp quái dị mất rồi. Thôi Ngọc Linh như chợt tỉnh, nàng dậm chân nói. Tiêu ca, huynh nói đúng rồi. Tiểu muội còn nhớ năm xưa có một bậc tiền bối võ lâm nói phải cùng luôn có một trận pháp bí truyền gọi là ngũ hành trận, nguyên là mê hồn trận của gia cát Khổng Minh đời Hán nên chế ra đó. Kim Ngân Tiêu kinh lạ nói, quả là chúng ta đã lâm vào mê hồn trận như năm xưa Mạch Hoạch lạc vào trận của Khổng Minh vậy. Linh muội, muội hãy coi những cột đá giả sơn và khóm cây quanh đây, chẳng phải là sắp đặt hỗn độn tình cờ, mà là theo hình thế rất quy củ, như thể theo bát quái ngũ hành nêu chúng ta. Kim Ngân Tiêu chưa nói dứt lời thì Thôi Ngọc Linh đột nhiên quay lại bịt miệng chàng. Miệng của nàng khẽ xịt một tiếng rồi nói, vừa lúc ấy có tiếng người vẳng tới. Lão quái vật, nhà ngươi già rồi nên lẩm cẩm quá chừng nào có tiếng gì đâu. Một tiếng khác lại đáp ngay. Mụ già kia đừng có nói bậy nha. Quá là ta vừa nghe thấy tiếng của hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau ở đâu đó. Cứ tiếng vào mãi thì chắc phải gặp chúng thôi. Bỗng có tiếng khác nữa, giọng nói có vẻ run sợ. Hai vị tiền bối, chúng tôi thấy nơi này có vẻ mà quái quá. Thiết tưởng ta nên tạm rút lui lại đi, về trình với ban chủ chứ không nên tiến sâu vào nữa. Tiếng nói đó vừa dứt, bỗng có tiếng cười the thé nổi lên, rồi giọng lúc đầu lại quát bảo. Im ngay, đồ ngu xuẩn, bàn hội chúng ta đâu có hạ người khiếp nhược như các ngươi.
Nếu nói thêm một lời nữa, ta thay mặt ban chủ xuống lệnh câu hồn người đó. Một giọng già lúc đầu nói tiếp. Trở về bằng lối nào đi? Nhà ngươi trông thấy rằng lối trở về biến mất rồi hay sao? Thôi theo ta tiến lên tất cả đi. Liền sau đó có tiếng chân người bước đi, nhưng tuyệt nhiên không có hình bóng người đâu hết. Kim Ngân Tiêu và Thôi Ngọc Linh kinh dị nhìn nhau. Té ra bọn vợ chồng của Ngô Công Song Quái và thủ hạ của Câu Hồn Bang đã lạc vào trận đồ này rồi. Tiếng nói của bọn chúng nghe thật gần, tưởng như ngay bên cạnh của hai người. Vậy mà nhìn quanh, vẫn chờ đợi lúc lâu, vẫn chưa thấy tiếng xì xào to nhỏ. Rồi tiếng bước chân người càng lúc càng xa dần, chứ không thấy bóng người nào nữa. Thôi Ngọc Linh nhìn quanh e ngại, chỉ như sợ bắt gặp bọn cường địch, và nàng phân vân không biết tiến về nơi nào. Kim Ngân Tiêu lúc này lên tiếng nói: "Linh muội, không khỏi lo ngại như vậy làm gì? Bọn chúng cũng như ta, lạc vào mê hồn trận này, khó lòng tìm thấy lối ra được." Thôi Ngọc Linh lúc này mỉm cười: "Như vậy thì càng hay, chúng ta có thời giờ để nghỉ dưỡng thương. Tiểu muội chỉ lo cho hai ống chân của đại ca, nếu chẳng may bị da chạm mạnh, khớp xương rời ra e khó lòng tránh khỏi tàn phế." Kim Ngân Tiêu thấy nàng lo lắng cho mình, quên cả bản thân nàng. Chàng lấy làm cảm động vô cùng, vội vàng tay ôm chặt lấy cổ của nàng và ghé đầu gần bên má của nàng. Mùi hương thơm của Thôi Ngọc Linh làm cho chàng ngây ngất. Chàng khẽ nhủ thầm ở bên tai của nàng: "Linh muội, đa tạ linh muội đã có lòng lo cho Ngô huynh như vậy. Nhưng linh muội cũng bị thương, hãy để cho Ngô huynh xuống đây nghỉ ngơi, chờ vết thương huynh lành rồi hả hay?" Thôi Ngọc Linh mong nhớ Kim Ngân Tiêu đã lâu ngày, nay được dịp sống chung với chàng ở thế giới thần tiên quái đản này, nàng cũng mãn nguyện vô cùng. Những lời nói âu yếm của Kim Ngân Tiêu làm cho nàng sung sướng, đỏ bừng nét mặt e thẹn, đồng thời cũng làm nàng quên cả bao nỗi nhọc nhằn. Nàng lắc đầu khẽ nói: "Tiểu muội chỉ bị sát con rít của Ngân Ngô bà quẹt trúng, thường thế không lấy gì làm nặng, hà tất đại ca phải quan tâm như vậy?" Kim Ngân Tiêu lúc này nói: "Nhưng hiền muội cũng phải tìm chỗ nghỉ ngơi, không lẽ cổng ta đứng mãi như vậy hay sao? Chúng ta hãy nghỉ ở nơi đây một chút đi." Thôi Ngọc Linh lúc này đáp: "Chỗ này bất tiện lắm, tuy ở trong ngũ hành trận nhưng gần cổng ra vào, bọn Câu Hồn Bang có thể tình cờ phát hiện chúng ta. Đại ca cứ yên lòng, tiểu muội sẽ tìm chỗ kín đáo để chúng ta dưỡng thương." Kim Ngân Tiêu lúc này hỏi: "Nhưng biết đi đâu bây giờ?" Thôi Ngọc Linh chỉ tay về phía trước và nói: "Tiêu ca, phía trước mặt hình như có nhà cửa lâu đài, chúng ta hãy tiến về nơi đó xem sao." Kim Ngân Tiêu đành phải gật đầu đồng ý. Phía trước mặt hai người không xa lắm, chỉ độ dài ba dặm đường, thấp thoáng có bóng các tòa cao trúc vô cùng cổ kính. Tuy nhiên họ nhìn không thấy rõ, bởi vì cả một vùng này mặc dù ánh sáng chan hòa, nhưng xa xa lại có những làn khói mờ che phủ, thể như mây mù, cảnh vật gì thế lại càng thêm thần tiên. Thôi Ngọc Linh nhắm thẳng hướng của tòa lâu đài cổ đó mà bước tới. Tuy bị thương và mệt mỏi, nàng lại được phấn chấn vì tình yêu như hoa nở ở trong lòng, bởi thế khinh công của nàng không giảm sút chút nào. Cổng Kim Ngân Tiêu ở trên lưng, nàng chạy dung dút như gió thổi. Bình thường một quãng đường dài ba dặm có lẽ nàng chỉ vượt qua trong khoảnh khắc ngắn thôi. Nhưng lạ lùng thay, Thôi Ngọc Linh chạy một hồi thật lâu vẫn không thấy đến nơi. Nàng dừng lại và nhìn, cả hai người lại cùng kêu lên một tiếng kinh hoảng. Hình ảnh tòa lâu đài vẫn ở trước mắt và khoảng cách vẫn là lối dài ba dặm chứ không gần hơn được một chút nào hết. Thôi Ngọc Linh đã chạy một hồi có tới 5-6 dặm đường rồi, vậy mà vẫn chưa như đứng ở nguyên một chỗ vậy. Vừa kinh ngạc lại vừa tức mình, Thôi Ngọc Linh lại băng mình phi thân chạy đi một hơi nữa, kết quả vẫn như cũ. Tòa lâu đài với mây mù vẫn như treo người ở trước mắt. Kim Ngân Tiêu nhìn quanh thấy cảnh vật vẫn là những cột đá giả sơn và khóm cây liền nói: "Linh muội, chúng ta vẫn bị lạc trong mê hồn trận. Điều cần thiết là phải ra khỏi trận này rồi mới đến nơi kia được." Thôi Ngọc Linh gật đầu cho là phải, nhưng nàng vẫn phân vân không biết dùng cách nào để ra khỏi nơi này. Kim Ngân Tiêu bỗng chợt nghĩ ra rồi nói: "Linh muội, nếu trận này là ngũ hành, tại sao ta không theo phép ngũ hành mà ra khỏi trận?"
Thôi Ngọc Linh nhìn chàng mỉm cười. Tiểu muội cũng nghĩ như vậy, nhưng tiểu muội không biết phép ngũ hành như thế nào, làm sao mà đi được. Kim Ngân Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói, Ngô Quỳnh cũng không biết phép ngũ hành, nhưng khi xưa còn ở Kim Gia Trang, Ngô Quỳnh đã có lần nghe thấy phụ thân giảng qua về trận mê hồn của Gia Cát Khổng Minh đời nhà Hán. Bây giờ hiền muội thử đi về bên hữu 50 bước xem sao. Thôi Ngọc Linh y lời, bèn đi về phía bên hữu 50 bước. Lạ lùng thay, khi đi về bên hữu như vậy hết 50 bước, nhìn lên phía trước, quả nhiên những tòa kiến trúc ở trước mặt có vẻ như gần hơn một chút. Thôi Ngọc Linh cả mừng rồi nói, té ra đây là mẹo lừa, ta cứ đi về phía bên hữu là tới nơi. Nói dứt lời, nàng vội giả phi thân chạy như bay về phía bên hữu nữa. Kim Ngân Tiêu ngăn cản cũng không kịp. Ai ngờ Thôi Ngọc Linh vừa chạy về phía bên hữu thêm độ 10 bước thì nhìn thấy tòa lâu đài kiến trúc ở phía trước mặt bỗng biến đi đâu mất. Nhìn mãi mới biết nó ở bên tả. Thôi Ngọc Linh kinh hãi ngừng lại ngay. Kim Ngân Tiêu cười, Linh muội đừng có nóng nảy như vậy thì hỏng việc đó. Phép ngũ hành đâu có phải đi về phía bên hữu là xong. Mau trở lại chỗ vừa rồi đi, sau đó phải đi sang bên tả 30 bước. Thôi Ngọc Linh châu mỏ nũng nịu nói, đại ca chế diệu tiểu muội làm gì? Thôi tiểu muội đành làm con ngựa vậy, mặc cho đại ca muốn sai khiến đi đâu thì đi. Kim Ngân Tiêu thấy nàng đáng yêu vô cùng, liền vỗ tay nhẹ vào má của nàng và bảo, được có con ngựa như thế này, Ngô Quỳnh muốn cưỡi suốt đời đó. Thôi Ngọc Linh thẹn quá, dậm chân một cái làm bộ hờn dỗi. Nhưng nàng cũng lui lại về chỗ phía trước. Nàng sợ mất đi phương hướng nên không dám quay người lại, mà chỉ lùi luôn một lúc 10 bước. Kim Ngân Tiêu thấy thế cười ngặt nghẽo. Thôi Ngọc Linh lùi được đúng 10 bước thì trở lại chỗ cũ. Quả nhiên ở chỗ này, trong tòa lâu đài thấy ở trước mắt đã gần hơn một chút. Nàng lùi đến nơi rồi đứng vững, rồi lại nhằm nhằn nói, nào bây giờ đi hướng nào, xin chủ nhân sai khiến để ngựa tôi còn chạy. Kim Ngân Tiêu cười ngất, nhưng chàng chưa kịp nói gì, bỗng lại nghe thấy tiếng người lao xao cãi cọ. Té ra đó là tiếng vợ chồng của Ngô Công Sông Quái cãi nhau. Họ cũng đang muốn tiến về phía tòa lâu đài, nhưng đi mãi chẳng thấy gần hơn, như thể chạy vòng quanh. Tuy nghe thấy tiếng nói của bọn tình địch ngay gần bên cạnh, Kim Ngân Tiêu và Thôi Ngọc Linh không còn kinh hãi như lần trước, vì họ hiểu rằng bọn chúng lạc vào trong mê hồn trận, không thể nào tìm thấy hai người. Thôi Ngọc Linh y lời Kim Ngân Tiêu, hễ đi sang bên hữu 50 bước thì lại sang bên tả 30 bước, rồi lại bước sang bên hữu, cứ thế mà đi mãi. Quả nhiên chỉ một lát sau, hai người đã bước đến gần những tòa kiến trúc cổ kính. Thôi Ngọc Linh thấy có hiệu quả nên càng hăng hái bước nhanh, quên cả vết thương ở bả vai lúc này đã bắt đầu thấy đau nhức. Những tòa nhà mỗi lúc mỗi gần thêm, Ngọc Linh tiếp tục bước vừa đi vừa đếm, còn Kim Ngân Tiêu lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như thể đang nghĩ ngợi một vấn đề gì khó khăn lắm. Ngọc Linh bước đến bước thứ 30 về phía bên tả, không biết lần này là lần thứ mấy chục. Nhưng nàng đã quen chân, chỉ cần đến đúng 30 bước rồi dừng lại và chuẩn bị bước sang hữu. Nhưng lần này nàng chưa kịp xoay trở lại thì đột nhiên đứng sững kinh ngạc hết sức. Nàng vừa bước đến bước thứ 30 ở bên tả thì bỗng có cảm tưởng như toàn thân rớt vào một khoảng trống. Cảm giác đó rất nhanh, vì sau ngay đó nàng đã không còn đứng vững trên mặt đất. Nhưng kỳ lạ thay, mọi vật đã thay đổi tất cả. Xung quanh Kim Ngân Tiêu và Thôi Ngọc Linh còn đâu những cột đá giả sơn và khóm cây sặc sỡ. Chỉ trong chớp mắt, những vật đó đã biến đi đâu mất rồi. Phía trước không có, hai bên tả hữu cũng không. Thậm chí đến lúc quay đầu nhìn lại phía sau nơi họ vừa đi qua, những cột đá giả sơn và khóm cây cũng không còn nữa. Hai người như đang rớt vào một thế giới khác. Họ đang đứng giữa một vùng núi non lởm chởm, xung quanh cỏ cây đặc dị, một thứ cỏ cây mà họ chưa từng trông thấy bao giờ từ thuở xuất sinh làm người. Những đóa hoa to như bát úp, muôn màu muôn sắc, những chiếc lá bạc trắng xóa hay tím thẫm chứ không phải xanh tươi như lá thường, và đâu đây có tiếng như suối chảy.
to gan lớn mật như Thôi Ngọc Linh mà cũng phải bàng hoàng run rẩy trước sự việc quái dị như thế này. Nàng tưởng như mình nằm mơ, nhưng trên lưng của nàng thân hình Kim Ngân Tiêu còn nặng trĩu. Thôi Ngọc Linh bỗng nắm chặt lấy hai tay của Kim Ngân Tiêu đang vòng qua cổ của nàng và giọng run run hỏi: Tiêu ca, chúng ta làm sao thế này? Chúng ta đang nằm mơ hay bị một thứ tà thuật gì đó mê mẩn mất rồi? Kim Ngân Tiêu thở dài một tiếng rồi bảo: Linh muội chớ có hoảng hốt như thế làm gì, Linh muội hãy trông trước mặt kìa. Thôi Ngọc Linh theo tay của chàng chỉ và nhìn lên, nàng kêu lên một tiếng rồi đứng chết lặng. Thì ra trước mặt hai người là một cảnh núi non hùng tráng, rõ ràng là ở ngoài trời rồi chứ không còn ở trong động núi nữa. Hai người đã rời khỏi Lôi Công Động lúc nào mà không hay, thật là kỳ lạ. Nhưng lạ lùng hơn nữa là cảnh trước mặt, tòa lâu đài và những kiến trúc cổ xưa mà hai người nhìn thấy trong lúc còn ở trong mê hồn trận, lúc này đã biến mất như một ảo ảnh. Trước mắt của họ chỉ có một ngôi chùa cổ, nhưng rộng và lớn, uy nghiêm vô cùng. Có lẽ còn đồ sộ hơn cả thiên Phật tử của phái Nga Mi mà Kim Ngân Tiêu đã có lần lên thăm viếng. Ngôi chùa cổ đó ở vắt vẻo trên một ngọn núi không cao lắm, song ở cách khá xa, có đến 5-6 dặm đường lận. Từ chỗ mà Thôi Ngọc Hoàng đứng nhìn về phía ngôi chùa, hình ảnh núi non mây trắng trông như một cảnh thần tiên chứ không còn là cõi hồng trần này nữa. Thôi Ngọc Linh hết sức là kinh ngạc, hết sức là sợ hãi, rồi nàng ngơ ngác hỏi: Tiêu ca, ngôi chùa nào thế này? Chẳng lẽ một ngôi chùa đồ sộ cổ kính như thế kia mà không phải là một danh tự chúng ta không biết, mà danh tự nào đã lọt vào tới nơi này? Quái gở như thế này, Tiêu ca, nơi đây là chỗ nào đấy? Kim Ngân Tiêu vẫn được Thôi Ngọc Linh cõng ở trên lưng. Chàng không đáp lời của Thôi Ngọc Linh mà chỉ lẩm bẩm như nói cho mình nghe: Không lẽ đây là chỗ ấy? Thôi Ngọc Linh chẳng hiểu chàng muốn nói cái gì. Nàng quay đầu lại nhìn chàng có vẻ như sợ hãi, vì tưởng chàng đang mê hoảng. Nhưng Kim Ngân Tiêu vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt hữu thần, nàng mới yên lòng. Thôi Ngọc Linh vội hỏi: Tiêu ca, huynh định nói cái gì? Nơi đây là nơi nào? Kim Ngân Tiêu nhìn nàng cười gượng và lắc đầu: Nào, ta có hiểu đây là nơi nào, nhưng thấy ngôi chùa ở trên ngọn núi kia, ta tưởng rằng đó là Kim Đỉnh Tự. Thôi Ngọc Linh giật mình kêu lên: Kim Đỉnh Tự? Kim Ngân Tiêu gật đầu không đáp. Thôi Ngọc Linh biến sắc kêu lên một tiếng nữa: Tiêu ca, thần trí của huynh còn minh mẫn hay không vậy? Kim Đỉnh Tự, Kim Đỉnh Tự, chẳng lẽ chúng ta không còn ở trần gian này nữa hay sao? Chúng ta đã lạc xuống cõi âm mất rồi. Giọng nói của Thôi Ngọc Linh lạc hẳn đi vì kinh hãi. Kim Đỉnh Tự là gì mà khiến cho Thôi Ngọc Linh phải kinh hãi như vậy? Nguyên đối với những người học võ, cái tên Kim Đỉnh Tự chẳng phải xa lạ gì. Những người học võ phàm đến lúc nhập môn xong đều được vị sư phụ hay tôn trưởng của mình cho biết lịch sử của võ lâm và các môn phái của Trung Nguyên. Và mỗi khi nói đến lịch sử của võ lâm, người ta thường hay nhắc đến Kim Đỉnh Tự. Kim Đỉnh Tự chính là ngôi chùa trụ trì của Hà Tổ Sư khai sáng phái Cùng Lưng, và cũng là nơi vị tổ sư đó thiêu hóa. Kim Đỉnh Tự chính là nguồn gốc của phái Cùng Lưng vậy. Nhưng đó là chuyện của 500-600 năm về trước. Vì chỉ tích sau này, các vị trưởng môn đời kế tiếp của phái Cùng Lưng không biết vì lẽ gì họ thiên di môn phái đến một ngọn núi khác để làm căn bản cho môn phái. Người đời sau chỉ biết rằng Kim Đỉnh Tự bị tàn phá, có người lại bảo Kim Đỉnh Tự đã bị thiên tai quả hoạn, ngôi chùa đó đã tan biến vào thời gian rồi, đến nỗi không còn ai biết Kim Đỉnh Tự khi xưa ở nơi nào nữa. Bởi thế cho nên Kim Đỉnh Tự chỉ còn là một danh tự trong truyền thuyết mà thôi. Khoảng mấy trăm năm về sau này, không ai nói đến Kim Đỉnh Tự nữa. Tuy nhiên trong các truyền thuyết về võ lâm, người ta cũng thuật lại đại khái rằng Kim Đỉnh Tự khi xưa là một ngôi chùa lớn xây dựng trên đỉnh của một ngọn núi gọi là Côn Luân Kim Đỉnh. Có điều ai cũng biết là Kim Đỉnh Tự ngày nay không còn nữa. Kim Ngân Tiêu từ khi bước chân qua cổng Bán Nguyệt
lọt vào Cung Luân Thánh Địa đã đoán ra ngay rằng đây là một nơi bí mật giàu bậc nhất của phái Cung Luân. Bởi vậy khi trông thấy ngọn chùa trên ngọn núi, chàng mới đoán đó là Kim Đỉnh Tự. Nhưng thật là vô lý, tại sao Kim Đỉnh Tự còn tồn tại đến bây giờ? Phải chăng tất cả hình ảnh trước mắt của Kim Ngân Tiêu và Thôi Ngọc Hoàng đây chỉ là những bóng ma của quá khứ hay của âm ti? Phải chăng hai người đã chết rồi sao? Chính vì suy nghĩ đó mà Thôi Ngọc Hoàng đã kinh hoảng vô cùng. Đoán hiểu được ý nghĩ của Thôi Ngọc Hoàng, Kim Ngân Tiêu vội ôm chặt lấy nàng và mỉm cười nói: "Linh muội, nếu chúng ta cùng chết cả rồi thì càng hay chứ sao? Chết mà được ở bên nhau như thế này chẳng phải là hay lắm sao? Linh muội còn muốn gì nữa?" Thôi Ngọc Linh quay lại nhìn chàng rồi nhếch miệng cười: "Tiêu ca, nếu chết là thế này thì tiểu muội muốn chết mãi mãi." Kim Ngân Tiêu cũng cười đáp: "Chỉ sợ không phải chết thật mà thôi." "Ủa, nếu vậy đại ca bảo rằng cảnh trước mặt chúng ta là thật hay sao?" "Linh muội chớ có nghĩ vớ vẩn như vậy. Sự thật trước mặt ta không phải là thật thì còn là gì nữa? Chúng ta còn sống đây chớ có chết đâu nào." "Nhưng còn ngôi chùa Kim Đỉnh Tự kia?" "Đó là do Ngô huynh phỏng đoán thôi. Biết đâu nó chẳng phải là một ngôi chùa khác. Dù là Kim Đỉnh Tự thật đi chăng nữa, Ngô huynh chắc chắn có một sự gì đó bí mật mà ta chưa biết đó thôi. Tình cờ chúng ta bị cường địch truy đuổi lạc vào chốn này, té ra lại gặp được một sự bí mật ghê gớm nhất. Dễ thường võ lâm chưa ai biết đến, như vậy là rủi mà quá may." Thôi Ngọc Linh nhìn ngôi chùa ở phía xa khẽ lắc đầu ngờ vực. Nhưng tiểu muội vẫn không thể nào tin đó là Kim Đỉnh Tự của phái Cung Luân. Kim Ngân Tiêu cười nói: "Muốn biết thật hay giả, ta cứ đến đó xem sẽ biết ngay thôi." Thôi Ngọc Linh lắc đầu đáp: "Phải đó, tiểu muội sẽ đưa đại ca đến đó. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Đến ngôi chùa lớn thế kia làm chỗ nghỉ chân thật là tiện." Nhưng mà Kim Ngân Tiêu thấy nàng mở to mắt có vẻ kinh hoàng liền hỏi: "Nhưng làm sao, linh muội có điều gì sợ hãi chăng?" Thôi Ngọc Linh khẽ ngập ngừng nói: "Không biết, không biết trong chùa đó còn có ai nữa không?" Kim Ngân Tiêu bật cười nói: "Linh muội, từ lúc hiền muội lạc vào chốn này, tinh thần có vẻ chấn động dị thường, thật khác hẳn lúc trước đó. Linh muội là một bậc nữ hiệp khí phách phi thường, đã mấy lần ra tay cứu huynh thoát chết dưới tay của bọn Câu Hồn Bang." Thôi Ngọc Linh châu mỏ quýt dài nói: "Đại ca nói cái gì vậy? Ai là nữ hiệp? Đại ca chê tiểu muội hèn nhát có phải không? Nếu vậy tiểu muội không làm ngựa cho đại ca nữa, để mặc cho đại ca ngồi ở đây đó." Kim Ngân Tiêu cười lớn: "Ngô huynh đâu có dám chê, mà cũng không có dám nhận hiền muội là con ngựa." Mấy câu bông đùa đó làm cho cả hai bầu không khí vui vẻ trở nên. Hai người nhìn nhau sung sướng được ít lâu ở bên nhau. Sau đó Ngọc Linh bắt đầu tiến về phía ngôi chùa, trên lưng vẫn còn cõng Kim Ngân Tiêu. Từ chỗ hai người dừng bước đi ra khỏi mê hồn trận đến ngôi chùa ở trên ngọn núi khoảng cách đến 5 hay 6 dặm đường. Thôi Ngọc Linh đi xuống một con đường thoai thoải dốc như ở sườn đồi, định tìm đường thẳng đến chân núi. Không ngờ đi hết con đường dốc, nàng mới thấy phía trước là một rừng núi đá. Những ngọn núi nhỏ nhưng thẳng tắp và cao đến mấy trượng, mọc tua tủa như cây của một khu rừng. Thành thử muốn đi đến ngôi chùa phải vượt qua quãng đường có núi đá đó. Mới đầu Thôi Ngọc Linh tưởng sẽ có một con đường xuyên qua kẻ núi đó. Nhưng khi bước chân vào trong, nàng mới thấy không phải là một con đường mà là hàng chục hàng trăm con đường ngang dọc như thể bàn cờ vậy. Thì ra mỗi kẻ núi là một con đường, nên muốn đi qua phải đi men theo các ngọn núi nhô và cao như cột đá. Cũng may nàng đã nhận định rõ phương hướng của ngôi chùa, nếu không đi vào nơi này ắt phải lạc đường, vì có cả trăm con đường nhỏ ngang dọc xuyên qua nhau như là bàn cờ vậy. Thôi Ngọc Linh rảo bước đi cho thật nhanh, đường đi quanh co uốn lượn nên nàng không thể thi triển khinh công được. Trong những con đường này, ba bề bốn bên đều là núi đá cao sừng sững. Hai người có cảm tưởng như khác nào đi ở dưới đáy giếng, trông lên chỉ thấy trời cao mây trắng qua kẻ núi. Thôi Ngọc Linh đi một hồi lâu vẫn không thấy qua khỏi những con đường kẻ núi này.
nên nàng nóng lòng vô cùng. Đi một lát nữa thì Thôi Ngọc Linh bỗng dừng lại nói với một cái giọng bắt đầu kinh hoàng. Tiêu ca ca, chúng mình đi nhầm phương hướng hay sao vậy? Kim Ngân Tiêu nhận thấy từ đầu đến chỗ này có vẻ là quái gở khác thường, nên chàng đã chú ý ngay đến phương hướng để khỏi lầm lạc. Thấy Thôi Ngọc Hoàng hỏi như vậy nên chàng vội đáp, không, Linh Mũi đi rất đúng, hướng nhắm thẳng về phía ngôi chùa mà. Thôi Ngọc Linh lạ lùng nói tiếp, tiểu mũi tính ra đã đi được đến gần 10 dặm đường rồi, lẽ ra ta phải qua khỏi nơi này và đến chân núi có ngôi chùa rồi mới phải chứ. Kim Ngân Tiêu châu mày nói, Ngô Huynh cũng đang tính như vậy, có lẽ là thấy nét mặt của chàng lo ngại như vậy, Thôi Ngọc Hoàng đã đoán ngay được ý nghĩ của chàng nên kinh hãi hỏi ngay, có phải đại ca bảo rằng chúng ta lạc vào một nơi như mê hồn trận lúc trước có phải không? Kim Ngân Tiêu khẽ gật đầu không đáp. Thôi Ngọc Hoàng biến sắc hỏi, lần trước đại ca biết là trận đặt theo phép ngũ hành nên chúng ta mới thoát được, còn lần này thì... Kim Ngân Tiêu thở dài nói tiếp lời nàng, lần này Ngô Huynh đã cố ý ngắm nhìn từ nãy giờ nhưng không làm sao đoán ra được cách sắp đặt những con đường ngang dọc này. Thôi Ngọc Hoàng bực tức nói, chẳng lẽ chúng ta chịu chết ở đây hay sao? Tiểu muội cứ đi, mai ra gặp lối thoát cũng không biết chừng. Nói đoạn nàng lại cõng Kim Ngân Tiêu chạy đi, nhưng lần này không theo phương hướng như trước nữa mà chạy ngang chạy dọc khắp nơi như cầu may tìm thấy dấu hiệu gì mới lạ để ra khỏi nơi này. Sự thật lúc đó Thôi Ngọc Hoàng có muốn quay lại trở về chỗ cũ cũng không còn được nữa, vì những đường lối ở đây chi chít lạ lùng hết sức, chỉ đi khỏi một đoạn đường cũng quên ngay nơi vừa đi qua không biết là chốn nào. Thôi Ngọc Hoàng chạy một hồi đến 20 dặm, nội lực của nàng đã luyện đến mức tối cao, nhưng vì nàng sẵn có vết ngoại thương ở bả vai, sức lực của nàng suy giảm dần. Chạy được một quãng nữa thì nàng đã bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi đã giả ra trên trán. Kim Ngân Tiêu ngồi trên lưng của nàng thấy nàng vất vả như vậy, chàng ái ngại vô cùng, liền lên tiếng nói, Linh muội hãy dừng chân nghỉ lại một chút đã, để cho Ngô Huynh nghĩ xem có cách nào ra khỏi nơi đây, chứ muội cứ chạy mãi như vậy nào có phải là ích lợi gì đâu. Thôi Ngọc Linh nghe lời chàng nói liền dừng bước, nhưng nàng nhìn quanh rồi hỏi, nơi này toàn là núi đá cả, có chỗ nào nghỉ chân được chứ? Chẳng lẽ ngồi giữa đường hay sao? Kim Ngân Tiêu chỉ tay về phía trước mặt rồi nói, Linh muội thấy không, nơi kia hình như có một chỗ núi đá lởm vào như một cái động, ta nên đến đó tạm nghỉ rồi sẽ tính kế sau. Thôi Ngọc Linh đưa ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy một nơi khả dĩ tạm trú được, nàng liền rảo bước đi tới. Nhưng khi nàng đi đến gần nơi đó, nàng bỗng giật mình dừng chân lại, cả Kim Ngân Tiêu cũng có vẻ kinh ngạc. Hai người vừa nghe có tiếng khóc rên rỉ, một chỗ quái đản như thế này lại có tiếng người. Kim Ngân Tiêu và Thôi Ngọc Linh vừa mừng rỡ lại vừa kinh hoàng đưa mắt nhìn nhau. Lắng tai nghe hai người mới thấy không còn nhầm lẫn gì nữa. Quả là có tiếng khóc từ nơi mỏm đá ở bên đường đưa tới. Hai người còn nhận thấy rõ là tiếng khóc của một đứa trẻ con, và hình như nó đang bị đau đớn hãi hùng lắm. Bao nhiêu ngờ vực đều tiêu tan, Kim Ngân Tiêu lúc này lên tiếng nói, quả là đứa trẻ lâm nạn ở nơi này, Linh muội mau tiến lên xem sao. Thôi Ngọc Linh không đợi dục lần thứ hai, động lòng nghĩa hiệp, nàng đã nhảy vội lên một bước. Cả hai cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trước mặt của họ quả nhiên có một thằng bé trạc 13 hay 14 tuổi, mặc áo vàng rộng thùng thình, đầu còn để trái đào, đang nằm trong mỏm đá, gục đầu rên khóc như đau đớn lắm. Thôi Ngọc Linh tiến đến bên thằng nhỏ, cúi xuống rồi hỏi, em bé, làm sao mà em khóc dữ vậy? Tại sao em lại lọt vô chỗ này? Thằng bé hình như không biết có người đến bên cạnh và cũng không nghe tiếng hỏi của Ngọc Linh, nó vẫn rên rỉ khóc lóc. Kim Ngân Tiêu liền bảo, Linh muội, muội hãy đặt ta ngồi xuống đi, rồi bế nó lên xem nó có bị thương tích ở đâu không. Thôi Ngọc Linh y lời vội vàng, nhẹ nhàng đặt Kim Ngân Tiêu ngồi xuống bên thằng bé. Đoạn nàng sai người lại định giật nó lên rồi để coi xem.
Không ngờ chuyện xảy ra như chớp nhoáng, khiến cả Kim Ngân Tiêu lẫn Thôi Ngọc Linh tuy có võ công thượng thừa mà cũng không sao ngăn tránh được vì quá bất ngờ. Thôi Ngọc Linh vừa xoay người lại thì thằng bé bỗng chồm lên nhanh như cắt, vồ lấy Kim Ngân Tiêu. Thì thấy Kim Ngân Tiêu rú lên một tiếng tức giận và kinh hãi, đồng thời thằng bé nhảy giọt ra xa cất tiếng cười khanh khách. Kim Ngân Tiêu lăn mạnh tay ra, một vật ngoằn ngoèo sáng như kim khí trong tay của chàng bắn tung ra. Thì ra đó là một con rắn, hình thù rất quái dị và hung ác. Con rắn đó có ba đầu, thân hình của nó xanh biếc như lá cây, có vảy lấp lánh như kim khí. Ba đầu con rắn sắc đen thẳm, nhưng cả ba chiếc mồm con rắn đều có lưỡi đỏ như máu thè ra, trông rất ghê sợ. Việc xảy ra quá ư là bất ngờ và mau lẹ khiến cho Thôi Ngọc Linh không sao có phản ứng kịp thời. Nhìn lại Kim Ngân Tiêu thấy vai áo của chàng đã rách toạc và trên bả vai đã có ba vết cắn, máu tươi đang chảy ra ròng ròng thành ba vệt. Kim Ngân Tiêu thoáng thấy thằng bé nhảy vồ tới chàng. Chàng giơ tay lên đỡ nhưng không dám dùng toàn lực vì sợ bị thương thằng nhỏ. Không ngờ thằng bé đã thủ con rắn ở trong người nó từ lúc nào và dứt vào người của Kim Ngân Tiêu cho rắn cắn chàng. Tuy Kim Ngân Tiêu đã nhanh tay cầm con rắn dứt đi, chàng vẫn bị nó cắn vào bả vai, cả ba đầu rắn cùng một lượt. Thôi Ngọc Hoàng vừa kinh hãi lại vừa tức giận. Nhưng nàng chưa kịp làm gì thì con rắn vừa bị dứt ra đã nhảy chồm trở lại mau lẹ dị thường tấn công Kim Ngân Tiêu lần nữa. Thôi Ngọc Hoàng thét lên một tiếng rút kiếm chém vào con rắn. Chỉ thấy keng một tiếng, con rắn bị chém trúng ngang người. Lúc đó nó nhảy lên, lạ lùng con rắn không bị chém đứt mà chỉ bị lưỡi kiếm bắn văng đi thôi. Thằng bé đứng ở xa vỗ tay reo cười. Chém chết thế nào được con tam đầu thanh linh xà của ta, ha ha, mất công thôi. Con rắn bị văng ra xa, lại lướt tới tấn công Thôi Ngọc Linh. Nhưng lần này Kim Ngân Tiêu đã ra tay kịp, vài bên hữu bị rắn cắn đã tê bại. Chàng dùng tay tả để đẩy ra một chưởng, ầm, chưởng phòng bay ra như gió bão. Tử linh thần công mãnh liệt phi thường, làm con rắn kia bị bắn tung ra xa đến 10 trượng. Thân hình nó đập vào núi đá nghe đớp một tiếng rồi rớt xuống. Tuy vậy con rắn cũng không chết hẳn, nó chỉ quằn quại giãy giụa. Thằng bé lại cười, chưởng lực lợi hại lắm, nhưng bị tam đầu thanh xà của ta cắn thì coi như hết sống rồi. Thôi Ngọc Linh và Kim Ngân Tiêu nghe rùng mình. Cả hai người đã nghe thấy nói đến thứ rắn độc này, nguyên là một thứ rắn thế gian ít có, chỉ riêng có một hòn đảo ở Đông Hải nuôi được. Võ Lâm tương truyền rằng loài tam đầu thanh linh xà mình đồng da sắt, đào kiếm chém không đứt, ba đầu của nó cùng có nọc độc, mỗi đầu một thứ khác nhau. Chỉ cần một đầu cắn cũng đã đủ chết, và khi cả ba đầu cùng cắn thì ba thứ độc giao nhau. Trong khoảnh khắc thân thể tím bầm, người bị rắn cắn sẽ chết càng mau lẹ, không có thứ thuốc nào có thể chữa khỏi. Thôi Ngọc Linh căm hận quát lớn. Ngươi ở đâu mà đến đây mai phục ám hại chúng ta? Chúng ta có thù oán gì với ngươi chứ? Thằng bé lại nhe răng cười. Đôi răng nanh của nó chìa ra ngoài trông rất là ma quái. Mặt nó nhăn nhóm xấu xa dị thường. Thằng bé bỗng giơ hai tay lên. Cánh tay áo thùng thình của nó tuột xuống để lộ hai bàn tay là hai chiếc móc sắt. Thằng bé cười hô hố rồi nói. Cô nương không nghe nói đến thiết thủ này bao giờ hay sao? Thiết thủ ở Dạng Độc Xà Âm Đảo, môn hạ của Lãnh Xà bà đó. Thôi Ngọc Linh ngơ ngác, nhưng Kim Ngân Tiêu lúc này đã nhớ ra. Chàng nằm ở trong động Lôi Công, đã nghe thấy Lãnh Xà bà và thiết thủ đến cửa động trước tiên. Thôi Ngọc Linh nghiến răng hỏi, Lãnh Xà bà đâu? Tại sao y lại sai người đến hại bọn ta? Thiết thủ dền giáo đáp, sư phụ của ta không sai ta, nhưng có người khác sai ta. Cô nương hỏi làm cái gì vô ích? Ha ha! Người ta chỉ sai tiểu khả này giết anh kia, chứ không có động gì đến cô nương mà lo. Thôi Ngọc Linh căm giận quá, nàng nhảy vút ngay lại định nắm lấy cổ của nó. Nhưng thiết thủ như đã biết ý định của nàng. Nó nhảy tránh ra xa, thân pháp của nó cũng mau lẹ ghê gớm. Nó nhảy đến bên con rắn ba đầu,
nhặt lên rồi cắm cổ chạy phi thân nhanh như bài biến. Thôi Ngọc Linh khi nào chịu bỏ qua, nàng thi triển khinh công đuổi theo. Nhưng thiết thủ đã ngoái cổ lại rồi thét lớn. Cô nương còn đuổi theo làm gì nữa, mau quay lại tìm chỗ chôn hắn đi là vừa. Thôi Ngọc Linh giật mình, nàng dừng chân quay lại nhìn Kim Ngang Tiêu. Nàng rú lên một tiếng đau đớn chạy đến bên chàng. Vì lúc đó Kim Ngân Tiêu đang ngồi thân hình đã lão đảo, chỉ muốn ngã, sắc mặt lúc này đã đen xám lại như nhuộm mực. Nguyên nọc độc của tam đầu thanh linh xà chạy rất nhanh. Sau khi Kim Ngân Tiêu đã bị rắn cắn, chàng còn vận dụng công lực đánh ra một chữ, nên nọc độc theo chân khí chạy thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Đến lúc Kim Ngân Tiêu thấy người tê bại, mắt hoa lên, chàng vội phong bế các huyệt đạo không cho nọc độc chạy vào tim, nhưng không còn kịp nữa rồi. Thôi Ngọc Linh nước mắt ràn rủa, chạy đến bên Kim Ngân Tiêu ngồi thụp xuống ôm lấy chàng và kêu gọi. Tiêu ca ơi, đại ca thấy thế nào rồi, biết làm sao bây giờ đây, trời ơi. Thôi Ngọc Linh cũng có vài thứ thuốc giải độc ở trong người. Nhưng đối với nọc độc của loại rắn ba đầu này, bất cứ thuốc giải nào thì cũng vô ích. Kim Ngân Tiêu khẽ mở mắt, chàng cố gắng gượng nói. Linh muội, bỏ mặt huynh ở đây đi, mau tìm cách thoát thân, nơi này nguy hiểm lắm. Thôi Ngọc Hoàng òa lên khóc. Không, không, tiểu muội không có bỏ đại ca được đâu. Tiểu muội chết với đại ca còn hơn. Tiểu muội biết làm thế nào bây giờ? Kim Ngân Tiêu khẽ lắc đầu. Đi, nàng mau bỏ đi thôi, tìm cách báo thù. Thôi Ngọc Hoàng bỗng rú lên. Không, không, tiểu muội không có đi đâu hết. Bỗng nhiên nàng ôm chầm lấy Kim Ngân Tiêu và ghé miệng vào ba vết cắn, hút máu độc vào miệng rồi nhổ ra ngoài. Đây là cách chữa rắn cắn một cách tuyệt vọng nhất và cũng đầy nguy hiểm nhất. Vì những loại độc như nọc của tam đầu thanh linh xà, chỉ cần chạm vào cơ thể một chút cũng đủ làm chết người rồi. Thôi Ngọc Linh không muốn sống nữa mới làm cách đó. Kim Ngân Tiêu còn đủ thần trí để nhận thấy việc đó. Chàng kinh hãi cố tránh và nói. Chớ có làm như vậy. Nhưng toàn thân của chàng bây giờ đã cứng đơ rồi, làm sao ngăn cản được Ngọc Linh được nữa. Thôi Ngọc Linh đau khổ quá đỗi, tâm trí hầu như điên loạn, không còn nghe thấy tiếng của Kim Ngang Tiêu nữa. Và dù nàng có nghe tiếng, nàng cũng không chịu bỏ ý định. Thôi Ngọc Linh gục đầu xuống hút máu rồi nhổ ra. Nàng hút lia lịa luôn lúc 7-8 lần, trong khi Kim Ngang Tiêu đã ngất ngư, dần dần đắm mình vào cơn mê. Thôi Ngọc Linh làm thật mau lẹ, như muốn cố gắng hút hết chất độc ra khỏi thân thể của Kim Ngang Tiêu, nhanh chừng nào hay chừng nấy. Vì nàng cũng tự hiểu rằng, chất độc của loài rắn ba đầu này rất mạnh, chỉ sợ chưa làm xong nhiệm vụ cứu người yêu, thì nọc độc đã ngấm vào người nàng rồi. Thôi Ngọc Linh hút được lối chừng 10 lần, thì nàng đã bắt đầu tê cứng cả miệng và cuốn họng. Mắt đã bắt đầu thấy hoa lên. Tâm thần cũng choáng váng, ngất ngư và da của nàng thường ngày trắng hồng hào, lúc này cũng đã trở thành xám ngắt. Nàng nhìn lên mặt của Kim Ngân Tiêu thấy da mặt của chàng đã bớt xám đen, nhưng đôi mắt của chàng vẫn lờ đờ vì chất độc chưa hết. Thôi Ngọc Linh đau đớn nấc lên một tiếng, ôm chặt lấy người yêu và ngất liệm đi không còn biết gì nữa. Chính khi ấy thì Kim Ngân Tiêu đã tỉnh lại đôi chút vì một phần nọc độc được Thôi Ngọc Linh hút ra ngoài. Nhưng chàng chỉ tỉnh lại trong giây phút mà thôi. Giây phút đó lại là lúc đau khổ nhất của đời chàng, vì nhìn thấy Thôi Ngọc Linh đã vì mình mà hy sinh tính mạng. Kim Ngân Tiêu ú ớ gọi Linh. Chàng chỉ thốt được có một tiếng ngắn ngủi đó rồi cũng gục đầu xuống, vì nọc độc đã bắt đầu thấm vào tim. Thế là trong một khoảng núi đá hình thù quái dị, đường lối ngang dọc như bàn cờ, có hai cái xác thanh niên nam nữ nằm bên nhau, cả hai đều xám đen, trông ghê rợn vô cùng. Đứa bé con đánh lừa Kim Ngân Tiêu và Thôi Ngọc Linh,
để ám hại hai người bằng nọc độc của tam đầu thanh linh xà đúng là thiết thủ, đồ đệ của lãnh xà bà bà ngoài gian độc xà âm đảo ở Đông Hải. Thiết thủ đã bị thương ngoài cửa động Lôi Công, làm sao y vào được đến nơi đây? Nguyên lãnh xà bà bà chẳng những là một tay y thuật rất giỏi, trên đảo dạng độc xà, mụ ta nuôi toàn là loại rắn độc, cho nên thuốc của mụ chỉ toàn là nọc rắn. Mụ chữa bệnh cũng bằng nọc rắn, luyện nội lực cũng bằng nọc rắn, và hạ độc cũng bằng nọc rắn. Sau khi thiết thủ bị trọng thương, lãnh xà bà bà liền dùng một thứ thuốc gọi là bạch xà hồi sinh hoàng, tức là một thứ thuốc rất quý, luyện bằng gan rắn trắng, chỉ có dạng độc xà âm đảo mới có, đem cho thiết thủ uống vào. Thứ thuốc này quả là thuốc hồi sinh. Thiết thủ được nội thương nặng như vậy mà chỉ một lát sau y đã bình phục đến 7 hay 8 phần. Đến khi Phi Long Thư Sinh và lãnh xà bà bà chạy vào trong Lôi Công động, bọn Thiên Diệu Thần Cái và Siêu Không Thượng Nhân chạy theo, thì thiết thủ lại ở bên ngoài dưỡng thương. Mãi sau đến lúc Phi Long Thư Sinh cứu câu hồn ban chủ ác chiến cùng quái vật, thì thiết thủ với một mình lẻn vào trong Lôi Công động. Y biết quần hào căm ghét y nên không dám lên tiếng, chỉ chạy theo ở phía sau. Rồi đến lúc Phi Long Thư Sinh và lãnh xà bà bà nhảy qua mình của quái vật chạy thẳng vào sâu trong Lôi Công động, thiết thủ chờ cho bọn Thiên Diệu Thần Cái đuổi theo, đoạn y cũng đi vào theo liền. Phi Long Thư Sinh đã nghe thấy tiếng chưởng phong của Kim Ngang Tiêu đấu với bọn câu hồn bang, nên giật mình biết rằng phía trong động cũng có người. Bởi thế cho nên Phi Long Thư Sinh bỏ con quái vật nằm đó đuổi theo vào phía bên trong. Nhưng khi Phi Long Thư Sinh đã chạy đến nơi thì Thôi Ngọc Linh đã cõng Kim Ngang Tiêu chạy vào trong Côn Luân Thánh Địa mất rồi. Cả bọn Ngô Công Song Quái và Câu Hồn Bang cũng đuổi theo Thôi Ngọc Linh và Kim Ngang Tiêu chạy vào Côn Luân Thánh Địa và bị lạc lõng trong mê hồn trận ở đó. Khi Phi Long Thư Sinh và lãnh xà bà bà chạy đến nơi thì không còn một bóng người nào nữa, mà chỉ thấy có chiếc cổng hình bán nguyệt cùng mấy chữ đại tự Côn Luân Thánh Địa. Phi Long Thư Sinh là tay võ học uyên bác đệ nhất đương thời, trông thấy cổng vào Côn Luân Thánh Địa làm sao không khỏi giật mình sợ hãi. Bởi vì nơi Thánh Địa mà Võ Lâm tương truyền rằng mấy trăm năm nay và nhiều người cho là huyền thoại, ai ngờ lại có thật ở ngay trong động Lôi Công này. Nguyên cửa vào Côn Luân Thánh Địa không phải lúc nào cũng mở và dễ đến như vậy. Trước đây đã có một số Võ Lâm cao thủ tìm đến Lôi Công động và đã vào tận bên trong để thăm thử, nhưng chỉ thấy động sâu thăm thẳm, đường lối quanh co, chớ nào có thấy cửa vào của Côn Luân Thánh Địa bao giờ. Ngài chính cả Chu Đại Hải, trưởng môn nhân của phái Côn Luân, cũng đã đến Lôi Công động này nhiều lần, vậy mà cũng không làm sao thấy cửa bán nguyệt của Côn Luân Thánh Địa bao giờ. Thì ra tất cả chỉ tại là con quái vật gây ra. Nguyên con quái vật này đã sống trong lòng núi Tỳ Bà tới mấy chục ngàn năm nay. Khoảng 500 năm trước, khi các bậc tiền bối sáng lập ra Côn Luân Thánh Địa, họ đã gặp con quái vật này rồi. Tương kế tự kế, các nhân vật tiền bối của phái Côn Luân đã tuân lệnh của vị tổ sư dùng mẹo lừa con quái vật này vào động đá ở bên cạnh, rồi dụng ý ghê gớm là sau khi đã lập xong Côn Luân Thánh Địa rồi, nếu có kẻ nào đối đầu muốn tìm thánh địa tất nhiên sẽ bị lạc sang phía con quái vật và bị nó cắn chết. Con quái vật đó cũng như ông thần hộ pháp canh giữ cho Côn Luân Thánh Địa vậy. Khoảng mấy trăm năm trước đã có nhiều nhân vật Võ Lâm muốn tìm Côn Luân Thánh Địa đến núi Tỳ Bà rồi mất tích. Đó là vì họ lạc sang nơi con quái vật và bị chôn thay trong bụng con vật này. Còn Côn Luân Thánh Địa không thể nào tìm thấy được, bởi vì những người sáng lập phái Côn Luân đã đặt thành những cơ quan ghê gớm. Chỉ có người nào biết sử dụng các cơ quan đó mới làm cho động núi này vận chuyển để lộ lối vào cửa hình bán nguyệt. Chính vì thế, suốt 500 năm nay, Võ Lâm bên ngoài không thể nào tìm thấy được Côn Luân Thánh Địa. Không ngờ tài trí loài người dù sao cao siêu đến mấy cũng phải thua thiên mệnh. Con quái vật khổng lồ tưởng là suốt mấy ngàn năm làm thần hộ pháp cho Côn Luân Thánh Địa, thì trái lại chính nó đã mở cửa cho mọi người vào nơi đó.
số là con quái vật vẫn bị giam hãm bên động đá cạnh bên Lôi Công Động. Tình cờ chưởng phong của Áo Ma Đầu Đà đấu với Kim Ngân Tiêu đã đánh bật tung phiến đá năm xưa. Các nhân vật tiền bối phái Công Lưng gắn lại, thành ra tháo củi sổ lồng cho con quái vật. Nhân đó con quái vật tung mình ra, thân hình to lớn của nó cựa ở trong đá chật hẹp, làm đổ vỡ các cơ quan mà phái Côn Luân đã dày công sắp đặt, rốt cuộc làm cho cửa vào Côn Luân Thánh Địa bị lộ ra ngoài. Lại nói Phi Long Thư Sinh đến trước cửa Bán Nguyệt, có mấy Côn Luân Thánh Địa thì sững người lại, vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Quý thính giả thân mến, Cự Linh Thần Chưởng phần thứ 42 của tác giả Ngê Khuông đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 43 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.